Chào mừng các bác đã đến với kênh Yêu Bếp Yêu Nhà. Hôm nay các bác hãy cùng làm món mứt dừa non ngũ sắc với em nha các bác. Đây là món không thể thiếu trong dịp Tết được các bác ạ. Mứt dừa non thì vị ngọt rất là vừa và mứt rất là mềm dẻo, thơm mùi sữa. Ăn rất là ngon luôn các bác ạ. Món mứt này thì em làm hoàn toàn màu từ tự nhiên. Đấy là em làm màu xanh của lá dứa, màu tím của lá cẩm, màu cam của gấc và màu vàng của bột dành dành. Các bác có thể tạo màu tùy sở thích nhé. Mứt dừa non thì làm xong có thể bỏ vào túi zip như vậy hoặc là hộp kín bảo quản để ăn dần. Thêm một gói hút ẩm vào như vậy thì nó sẽ được lâu hơn đấy các bác. Màu thì rất là tự nhiên và rất là tươi đẹp luôn ạ. Các bác có thể cùng làm với em nha. Em sẽ dùng là 2kg cùi dừa non ạ. Cùi dừa đây em đã mua sẵn, họ làm sạch ngoài chợ rồi ạ. Dừa cũng không quá mềm, không quá cứng nha các bác. Sẽ gọt vỏ nhám đen bên ngoài và rửa sạch với nước nhiều lần. Cái này em đã sơ chế xong hết rồi ạ. Em sẽ dùng một thau nước thêm vào một muỗng canh muối ạ. Em cho vào nước cốt 1/2 quả chanh. Làm như vậy mình ngâm dừa thì nó sẽ trắng hơn đấy các bác. Hòa tan muối với nước ạ. Em sẽ thái dừa non thành sợi dày vừa phải. Các bác không nên thái quá mỏng hoặc là quá dày nhé các bác. Vì là dừa non thì các bác nên thái như vậy thì đến khi mình làm mứt nó còn teo lại đấy các bác. Nếu mà thái mỏng quá thì nó teo lại rất là nhỏ và nó ăn nó sẽ không ngon, sẽ không bùi đâu ạ. Dừa thái xong thì em sẽ cho vào nước như vậy. Em sẽ ngâm sợi dừa non 30 phút cho dừa nó sạch và trắng hơn ạ. Đây cũng là một cách để cho sợi dừa nó được trắng đấy các bác. Dừa sau khi em ngâm 30 phút đây các bác. Bây giờ em sẽ đi rửa dừa nhé. Em sẽ rửa dừa khoảng 10 lần nước cho nó sạch hết dầu dừa. Các bác rửa kỹ thì khi mình làm nó sẽ bảo quản được lâu hơn và nó sẽ không bị chảy nước đấy ạ. Em rửa khoảng 10 lần nước đến khi mà nước nó trong lại là được nhé các bác. Các bác cứ rửa đến khi nào mà thấy nước nó không còn đục thì như vậy nó sẽ bớt được cái dầu dừa ở trong dừa đấy ạ. Em sẽ vớt dừa ra để ráo như vậy. Sau đó em sẽ nấu 2/3 nồi nước sôi to và em sẽ tắt bếp cho dừa vào trần 3 phút. Cách làm này thì cũng giúp dừa cũng loại bỏ bớt được cái dầu dừa còn lại trong đấy các bác. Sau 3 phút trần dừa sợi, bây giờ em sẽ đổ dừa ra. Em sẽ vớt dừa ra thau nước, rửa lại một lần nữa cho nó sạch hết dầu dừa nhé. Muốn mứt được ngon và bảo quản lâu, cái khâu sơ chế này cũng rất là quan trọng các bác ạ. Và dừa cũng trắng hơn đấy ạ. Vớt ra thì để cho dừa khô ráo nước như vậy. 100ml nước lá dứa đặc thì em sẽ dùng là 60g lá dứa tươi xay với 200ml nước và để cho nó lắng, em đổ phần nước trong và lấy được từng nấy nước cốt đặc ạ. Em dùng một muỗng cà phê bột dành dành pha với 50ml nước nóng. 75ml nước lá cẩm tím thì em dùng 50g lá cẩm tím nấu với 400ml nước và em sẽ dùng từng đấy ạ. Hai muỗng canh thịt gấc ạ. Sau khi em đã sơ chế bỏ hạt thì được em lấy khoảng tầm 2 muỗng canh ạ. 2kg dừa non thì em sẽ chia làm 5 phần và mỗi phần là 400g dừa. Sẽ chia thành 5 phần đều nhau như vậy nha các bác. Em sẽ cho vào màu trắng là 200g đường cát trắng để ướp ạ. Trộn đều như vậy để cho đường nó thấm vào cùi dừa nha các bác. Màu xanh thì em cho vào 75ml nước cốt đặc lá dứa và còn 25ml thì em sẽ để sau cùng khi mà mình xên mứt ấy thì mình cho vào để cho màu nó được đậm hơn ạ. Em cho vào 200g đường cát trắng và cũng trộn đều lên ạ. Trộn đều như vậy cho nó thấm nha các bác. Màu vàng thì em cho vào 50ml nước bột dành dành. Em pha nó đã nguội rồi, bây giờ em sẽ lọc qua dây và lấy cái nước này để bỏ vào ạ. Cho vào 200g đường cát trắng ạ. Và cũng trộn đều nó lên. Cho vào 75ml nước lá cẩm tím để làm màu tím nha các bác. Màu tím rất là đẹp các bác ạ. 200g đường cát trắng và cũng trộn đều nó lên ạ.
màu đẹp lắm các bác ơi. Và màu cam em sẽ cho vào hai muỗng canh thịt gấc nha các bác. Các cái màu này các bác không nên cho nhiều quá vì là nó sẽ có dầu khi mình xên nó khó kết tinh ạ. Cho vào 220g đường cát trắng ạ. Vì là gấc nó có dầu nên mình cho lượng đường nó nhiều hơn thì nó sẽ dễ kết tinh hơn nha các bác. Em sẽ ướp dừa 5 tiếng hoặc là có thời gian các bác có thể ướp qua đêm cho nó tan hết đường nha các bác. Ướp qua đêm thì bọc kín bỏ tủ lạnh nếu mà trời nóng, còn nếu mà trời lạnh thì các bác cũng không cần bỏ vào tủ lạnh đâu ạ. Lúc ướp thì thỉnh thoảng đảo đều cho nó thấm màu và cho đường nó tan nhanh nhé. Sau khi ướp 5 tiếng thì các màu đường đã tan hết rồi đấy các bác. Màu đã thấm rất là đẹp rồi đấy ạ. Màu xanh lá dứa đấy ạ. Sợi dừa nhìn trong và đường tan là được nha các bác. Như vậy là bây giờ mình bắt đầu đi xên được rồi ạ. Em bắt đầu xên từng loại mứt dừa các màu. Và đầu tiên em sẽ xên màu trắng trước nha các bác. Xên dừa màu trắng thì cho vào chảo chúng dính đế dày. Các bác dùng cái chảo mà đế dày như vậy thì nó sẽ tránh bị cháy được dừa đấy ạ. Lúc đầu thì bật bếp to các bác không lo bị cháy nhá. Không khuấy đảo dừa tránh nó bị lại đường. Các bác cứ bật bếp to không lo cháy đâu các bác. Thỉnh thoảng thì chỉ gạt nhẹ dừa như vậy. Khi mà nước đường cạn dần thì hạ nhỏ lửa dần ở mức trung bình. Lúc này thì có thể khuấy đảo dừa rồi đây các bác. Khi mà nước nó đã cạn bớt như vậy thì có thể khuấy đảo dừa rồi ạ. Dừa cạn nước hơn thì tiếp tục hạ nhỏ lửa xuống mức nhỏ để tránh bị cháy nha các bác. Có nghĩa là khi mà nước càng cạn thì càng hạ nhỏ lửa. Nước cạn sệt vậy thì cho vào 20ml sữa tươi hoặc là 20ml sữa đặc. Thêm vào một ống vani bột. Nếu có cho thơm nha các bác. Các bác không có thể bỏ qua. Và nếu các bác thích dùng sữa đặc thì các bác dùng nhé. Sữa đặc thì mùi nó sẽ thơm hơn, nhưng mà em sẽ thích dùng sữa tươi. Màu dừa nó sẽ trắng hơn là dùng sữa đặc nhé. Khi đường bắt đầu nó lên phấn trắng, đã nặng tay thì hạ lửa nhỏ nhất nha các bác. Giai đoạn này các bác phải thật lưu ý không có là dừa nó bị chuyển màu vàng đấy ạ. Đảo liên tục dưới lửa nhỏ, tránh cho dừa nó bị cháy. Giai đoạn này rất là quan trọng, các bác mở lửa thật là nhỏ nhá và đảo thật là đều tay. Các bác cứ đảo như vậy đến khi mà dừa nó lên phấn trắng nhiều. Như vậy thì các bác tắt bếp. Lúc này các bác vẫn tiếp tục đảo trên bếp ạ. Đảo khoảng vài phút, dừa nó khô ráo thêm như vậy là đường này các bác. Vậy là em đã xên xong màu trắng rồi đấy các bác. Nhìn dừa rất là trắng luôn ạ. Vì là dùng sữa tươi nên dừa rất là trắng. Cho dừa ra ngoài và dằn ra hong quạt cho nó dừa nó nhanh khô nhé. Các màu còn lại thì sẽ xên các bước giống như màu trắng ạ. Cho vào mỗi loại 20ml sữa tươi hoặc là sữa đặc, một ống vani cho thơm khi mà nước nó cạn sệt như vậy nha các bác. Các bác có thể dùng sữa đặc thì mùi nó sẽ thơm hơn và nó sẽ ngọt hơn đấy, nhưng em chỉ thích dùng sữa tươi thôi ạ. Với mứt lá dứa thì em sẽ thêm 25ml nước cốt đặc còn lại vào để giữ màu xanh hơn. Làm như vậy thì vì là màu lá dứa nó rất là dễ bị bay màu, mình cho vào sau cùng như vậy nó sẽ màu mứt nó sẽ xanh hơn đấy ạ. Và cứ đảo như vậy đến khi mà dừa nó lên phấn trắng khô ráo nha các bác. Khi mà dừa lên phấn thì các bác cũng tắt bếp và cứ tiếp tục đảo. Và bỏ ra ngoài dàn ra hong quạt cho nó khô hẳn nha. Vậy là em đã làm xong một mẻ mứt dừa ngũ sắc rồi đây các bác. Màu rất là đẹp luôn ạ. Màu rất là tươi. Mang mứt dừa ra phơi nắng vài tiếng cho nó khô hoặc là sấy khô bảo quản sẽ lâu hơn. Hoặc là các bác có thể bỏ hết cái phần đường mà những mứt mình xên xong là bỏ vào trên bếp mình xên lại nhé, là sẽ bảo quản được lâu hơn. Thành phẩm mứt dừa ngon, mềm dẻo, ngọt vừa phải. Ăn rất là ngọt ạ. Bên trong dừa thì mềm thơm, trong rất là ngon ạ. Tết mà có đĩa dừa này thưởng thức thì rất là ngon các bác ạ. Dừa non thì ăn rất là bùi, thơm mùi sữa, màu sắc thì rất là tự nhiên. Các bác có thể thêm gói hút hẩm như vậy để nó bảo quản được lâu hơn nhé. Nếu yêu thích video các bác hãy ấn like, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bác đã xem video ạ.
Các bác hãy ấn chuông đăng ký để nhận những thông báo video mới nhất nhé.